Dạ thì con Dương Cầm cũng kính chào cô Hai. Dạ, nam mô A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay Hữu Duyên trở lại thì mong cô Hai chia sẻ đôi điều. Hôm nay mình đến đây trình lễ như thế nào cuộc một chuyến hôm nay trở về núi Cấm này, nơi linh thiêng. Mong cô Hai chia sẻ đôi điều về chuyến đi của mình ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay cũng là ngày 18 tháng 12, cũng là cuối năm Nhâm Dần, bước sang năm mới, năm Mẹo. Thì cũng hữu duyên gặp Dương Cầm. Thì cô Hai cũng chia sẻ phái đoàn thì hôm nay cũng về núi để viếng tổ thầy. Trước hết thì viếng tổ thầy, rồi mẹ cha của quyền thất tổ Châm Quan Châm Họ ở núi Non. Thì cô Hai cũng xin chia sẻ phái đoàn Ngũ Thánh thì đến đây để mà trình lễ. Thì trong cái phái đoàn của cô Hai á, thì các huynh đệ thì cũng dân, nói chung dân mình thì cũng nông dân mần ăn. Thì cũng là đi làm lụng, cũng làm mướn làm thê. Nhưng mà rồi đây cái năm nay thì các huynh đệ cũng được nhận cái phần căn, cho nên là bây giờ là phải về núi để trình lễ với củ quyền thất tổ Trăm Quan của mình. Với lại là ở đây thì có cha có mẹ, có các vị ở đây là ở vô chư thần, có các vị chư thần ở đây. Thì hôm nay cô Hai cũng xin chia sẻ đến quý vị bà con cô bác gần xa trong nước ngoài nước. Thì cái màn này thì cô Hai cũng mới ngộ đây thôi, cũng mới mấy năm nay. Thì trước đây thì cô Hai cũng nói chung mình bằng ăn mình cũng không có ngộ được gì Phật Pháp. Thì hôm nay thấy cái Phật Pháp rất là nhiệm màu, cho nên là cô Hai cũng là hướng dẫn cho phái đoàn với gia đình để hướng về Phật Pháp, để mà chia sẻ những cái phần tâm linh. Thì thấy nó cũng huyền diệu, rất là nhiệm màu. Thì cũng mong là các huynh đệ, cô dì chú bác gần xa thì hướng về Phật Pháp để mà màn này để mà tu tập, để mà mình trở về nguồn cội của mình. Thì màn này nói chung là cũng cuối rồi. Thì những cái bệnh đau rất là xảy ra rất là nhiều. Thì thiên tai nói chung là các nước thì người ta cũng thiên tai chết chóc, bệnh dịch cũng rất là nhiều. Nói riêng nước Việt Nam mình cũng là cũng có, sắp tới đây thì cũng cũng là bị bệnh dịch. Rồi những cái thiên tai rồi chắc cũng mình cũng không có đoán trước được, nhưng cũng sẽ có, không biết cái thời gian nào. Cho nên là thôi bây giờ cũng khuyên tất cả quý huynh đệ, anh em gần xa thì cố gắng tu tập để mà mình về đây để mình hội tụ về, để mình viếng tổ viếng thầy của quyền thất tổ Châm Quan của mình, với lại là cha mẹ bề trên, để xin ơn trên quan hỷ cho mình, xin xóa tội cho mình, để những cái tội lỗi của mình nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo ra. Thì hôm nay những các vị nào mà không có tu được thì coi như cũng phải cố gắng. Tại vì màn này là những cái nghiệp chướng trước đây mình tạo, bây giờ nó đến với mình, bệnh đau rồi rất là nhiều. Thì đối với gia đình cô Hai cũng vậy, thì bệnh đau nói chung là bác sĩ cũng chạy, thì cũng nhờ mình ngộ được Phật Pháp. Thì mình cũng cầu nguyện ơn trên cha mẹ của quyền thất tổ để cứu độ cho mình, xây chuyển cho mình, để mình ăn chay niệm Phật cầu nguyện để giải căn giải nghiệp cho mình những cái bệnh đau. Thì hôm nay cũng chúc cho các huynh đệ gần xa, con cha con mẹ những phần căn thì hội tụ về năm cuối này để mà nhận được cái ân xá của cha mẹ các vị bề trên. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cho con hỏi đôi điều hết cô Hai. Dạ thì tại sao mình có cái tên là Ngũ Thánh cô Hai, thì mong cô Hai chia sẻ. A Di Đà Phật. Thì gia đình mình nói chung là nông dân thì cũng không biết, nhưng mà ở trên giống như là các vị ở trên thì cũng có mượn xác cô Út về là tạo lập một cái đội Ngũ Thánh. Nhưng mà mình không biết cái đội Ngũ Thánh này là như thế nào. Thì các vị nói là các vị phải tạo lập một cái đội Ngũ Thánh để cái màn này đặng mà các vị đi cứu đời, giúp đời giúp đạo cái màn này. Cứu đời giúp những đời cái bệnh giúp đau. Thì ở nhà cô thì cũng có chữa bệnh, nhưng mà cũng không có, nói chung là mình cũng làm phước thiện. Mình chữa bệnh không có lấy tiền. Thì những bà con nào mà có duyên đến thì mình cũng giúp cho bà con. Thì cũng giúp cũng rất là nhiều rồi.
Dạ. Thì thấy cũng hết bệnh, thấy người ta đến thì người ta giúp xong rồi, người ta cũng cảm ơn được dữ lắm. Dạ. Thấy về thì sao thì những vị xa thì mình cũng có điện hỏi thăm thì người ta nói là người ta hết bệnh. Thì mình cũng xin chia sẻ. Dạ. Để bà con, cô bác gần xa nếu mà có duyên á, thì ở bên cô thì đội ngũ thánh là chữa bên tà. Dạ. Tà chữa màng này á, thì cái phần dông nó nhập rất là nhiều. Dạ. Cho nên là chữa về phần dông. Rồi nói chung á, thì bệnh á, thì cũng chữa nhiều bệnh lắm nhưng mà có duyên. Dạ, tùy duyên hết cô ha. Tùy duyên, với lại cô cũng xin khuyên là màng này xin các huynh đệ là mình cố gắng để mình ăn chay niệm Phật á, để chia sẻ. Cái màn cuối này á, là mình nếu tin tưởng về phần tâm linh á, dạ, thì mình có bệnh á, thì nếu mà đi bác sĩ không hết bệnh á, thì thôi mình quay về để mình cầu nguyện. Dạ. Của quyền thất tổ trong quan trăm họ của mình, cha mẹ bề trên, rồi mình xin một ly nước lạnh để mình uống. Ở gia đình cô là chú cũng bác sĩ chạy đó. Dạ. Bệnh viện chạy, nói là chết đó nhưng mà về cũng nhờ mình ngộ được Phật Pháp. Thì mình cũng tu theo hướng dẫn theo Đức Phật á. Dạ. Thì cũng tụng kinh niệm Phật như vậy. Dạ. Nói chung là các những cái bệnh tà như là bệnh căn đồ này kia là gia đình chữa mình luôn, giúp được hết ha. Đó, mình giúp được. Nói chung mình giúp bằng cái lòng, giúp bằng tâm. Dạ. Chứ không phải mà mình giúp đây là để mình lấy tiền lấy bạc thì không có. Dạ. Tại vì cái màn này bây giờ nếu mà mình có nhiều tiền mình cũng không làm được gì hết trơn. Dạ. Miễn sao mà mình có sức khỏe, mình giúp được những người bà con người ta mạnh là mình mừng rồi. Mình dạ, cũng cầu mong như vậy. Rồi con này, cũng A Di Đà Phật. Dạ, cô xin chúc cho tất cả quý huynh đệ gần xa đây được nhiều phước duyên. Dạ. Để cố gắng tu tập để chia sẻ cái màn này, màn này tâm linh á. Nói dạ, chung tâm linh ai tin là có, ai không tin là không có như vậy. Dạ, nhưng mà cái phần tâm linh vô vi lắm, rất là quyền diệu. Dạ. Nên là cũng mong quý bà con này thà cũng là hướng về Phật Pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mô Phật. Rồi cô xin cảm ơn Dương Tâm. Dạ, mời cô lên trình lễ đi. Dạ. Dạ. Phải là Ngũ Thánh đang trình lễ nghe quý vị. Xin các vị chư phụ bày ra những các vị Phật ngự tại nơi đây, chư thần, chư thánh, chư thiên, năm non bảy núi, bên rừng, bên núi, bên suối, bên sông, hỗ độ chúng sanh cho chúng con màn này được đi đến nơi, về đến chốn, được sức khỏe bình an, tai qua nạn khỏi, bình an như sự. Nam mô A Di Đà Phật. Xin các vị sư phụ bề trên hỗ độ chúng sanh và hoan hỷ ân xá cho chúng con. Xin chúng con được ra mắt trình lễ cuối năm nay để tri ân các vị sư phụ tại núi Cấm Dầu, chư thần. Nếu có điều gì sơ sót trong thành lễ, xin các vị Phật và các sư phụ bề trên hoan hỷ cộng đồng tha thứ ân xá cho chúng con màn này, cho chúng con được sức khỏe bình an như sự, để chúng con được trị bệnh tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, giúp đời giúp người, cứu thân. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đi xuống trình lễ cho mẹ. Chết mẹ đâu? Mua ai đi đâu?
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô chín phương trời, mười phương Phật, 12 vị chư thiên trên trời, những vị Phật ngự tại nơi đây. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quốc Hộ Cứu Nạn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quốc Hộ Cứu Nạn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quốc Hộ Cứu Nạn. Và những vị Phật ngự tại nơi đây. Hôm nay đoàn ngũ thánh của chúng con Thiên Thánh Pháp tại ngôi cung Bà Rịa Vũng Tàu đến đây để trình lễ cuối năm, chuẩn bị bước sang năm mới. Chúng con đến đây để trình lễ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và những vị Phật ngự tại nơi đây, chư thần, chư thánh, chư tiên, thầy tổ, bậc thầy, cổ quyền tất tổ. Con có cha, nhà, có chủ, năm non, bảy núi, bên gừng, bên núi, bên suối, bên sông và các chư vị bên gia, bên nhà, họ Trần. Hôm nay chúng con đi đến đây để trình lễ, xin các vị bề trên và mẹ hổ độ chúng sanh, ân xá cho chúng con được màn này, cho chúng con được đi đến nơi về đến chốn, trình lễ hoàn thành buổi lễ của chúng con. Nếu có điều gì sơ sót, xin mẹ ở trên bề trên tha thứ, hổ độ chúng sanh cho chúng con màn này được trình lễ và được sức khỏe trai qua nạn khỏi, bình an vô sự cho chúng con. Cứu đời, cứu đạo, cứu thân. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con ban cho chúng con sức khỏe để cứu người, tiêu diệt tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
con mẹ. Bây giờ phần này là cha mẹ sẽ bắt mình làm như vậy, của quyền thất tổ hành mình thôi. Giờ mình cứ phái đoàn á, không có xa lạ gì, giống như người thân của mình thôi. Giờ chị cứ ra căn để mình cho nó nhẹ. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. You don't
I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. Yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. My
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. Yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent.
and it's only 1%. I'm gonna take shots if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic. Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic. I'm
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss off, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man antiseptic. Yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent.
and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic. Chưa, Trương An ngồi bên đây nữa. Mới trình lễ xong á, thì mong cô Hai cho một bài pháp để tặng cho mọi người ha. Dạ. Thì cô Hai cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em, cô bác gần xa. Nếu mà xem được cái clip của cô Hai Phái Đoàn Ngũ Thánh á, thì xin mong anh chị em xin ủng hộ cho Dương Cầm để con đường tiến tới để làm nhiệm vụ của bề trên đã giao cho mình một cái nhiệm vụ để mình nhờ có cái điện thoại, cho nên là mình mới quay để khắp nơi, ví dụ như ở trong nước ngoài nước thì họ xem được á, thì cô dì chú bác xem được thì mới mình kết nối với nhau rồi mới chia sẻ được. Thì hôm nay cô Na Hai cũng xin tặng cho tất cả anh chị em, cô bác gần xa một bài hát về pháp. Nói chung thì hát hay hát dở chứ không biết. Nam mô A Di Đà Phật. Khi có đồ duyên lành về lại núi Cấm viếng tổ thầy nơi đây, ở trên có mẹ có cha cụ quyền thất tổ cũng là chứng tri, chúc cho huynh đệ nơi này ai ai cũng được đủ đầy phước duyên, cùng nhau giữ mối cơ duyên sớm mau bước lên thuyền bát nhà kỳ ba. Điện sáng linh quang của cha của mẹ, nay mẹ chuyển mẹ xây cho con mẹ nơi hồng trần, nói cho nam nữ, nữ nam cố gắng bước lên thòn con đò chiều của mẹ đón mẹ đưa. Nay thiền mẹ mẹ sắp sẵn chờ con, con mau nhanh bước lên thuyền đừng để mẹ trong bấy lâu nay, con trẻ bờ giờ lạc lóng hồng trần, nay đã đến lúc ta quay trở về cuộc sống dương gian là nơi cõi tạm, quê xưa chốn cũ là nơi trở về, nay cha mẹ cho ta đã xuống trần, xin đừng ham đắm của trần mà buộc xác thần. Mời cô.
Dạ, Trương An có tặng... Mày bỏ Nhi đi một bài đi ha, được không? Rồi các anh dạ. Kia thì mình chỉ hỏi thôi. Dạ. Thì em ở đây thì cũng không có thơ pháp nhiều. Nhưng mà cũng góp chút ít những cái gì mà mình đã chứng kiến được và đã nhận được của cha mẹ đã truyền cho mình. Thì hôm nay thì em xin gửi lại các anh chị cô chú gần xa. Thì cũng trước tiên thì chúc anh chị cô chú gần xa chuẩn bị cuối năm bước sang năm mới và anh Dương Cầm ở đây là cũng được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, tai qua nạn khỏi. Đầu tiên thì phải chúc cái sức khỏe trước. Thì em xin tặng quý vị một bài pháp để cho quý vị nghe ha. Mẹ thương con trần bốn bề, ánh nhiễm màu chẳng dễ có đâu, gan tu theo ánh đạo màu hào quang chiếu sáng gọi đường con đi. Mẹ đai ban phước mau ni, đường trần soi sáng về cõi vô vi. Mang này quay về tam cảnh, độ con từng phút từng giây. Nhân này mẹ xét rõ ràng lời niệm tâm Phật, con chẳng màng để tâm. Con ơi gắng quay trở về, mẹ đây che chở độ trì con ngân. Quán âm tay cầm nhành liêu gãi khắp thế gian, mang nay các mẹ đều ban. Nhưng nay mẹ xét phân thì con đường tu chẳng có miệng thì nói tu. Thiên công mẹ đưa mẹ đời, đợi con về cõi chốn cung son. Mang này ngóng ngà châu báu chẳng cứu được tăng. Con ơi quán quay trở về, hồng ân chiếu sáng chào đón các con. Phúng dậy giành vật giới tự thân, con không gắng lo tu liền trở về ngôi cung. Tuy con xa biệt ngàn trùng, mẹ đây che chở bảo bùng phong ba. Chiến đò chiều đưa gước ta trở về hỏi nghề long qua mạng này. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. À dạ thì em Dương Cầm kính chào anh. Thì cũng được biết phái đoàn Ngũ Thánh mình được mấy lần rồi, nhưng hôm nay thì mọi người cũng chưa biết các vị là về như
tướng gì hay là vị nào về, thì mong anh là người đầu tiên chia sẻ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. À, trước tiên thì đệ xin chúc cho anh Dương Cầm được nhiều sức khỏe, may mắn trên con đường mà làm nhiệm vụ của bề trên giao cho, để mà giúp đỡ cho những các huynh đệ tỷ muội gần xa trong nước và ngoài nước được nghe những lời pháp, những lời thơ của bề trên giảng xuống gần xa, để mà giác ngộ quay đầu hướng Phật, ăn chay niệm Phật để màn này, để vượt qua cái màn tam cảnh này. Nam mô A Di Đà Phật. Và theo câu hỏi của huynh thì đệ xin trả lời là đệ xin chia sẻ là trước kia thì đệ cũng không có biết, không có giác ngộ, và nói chung là cũng còn không có được tin về mấy, thì rất là còn trẻ. Thì sau thời gian thì đệ cũng hành, cũng giống như là bị hành, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng không có được, nên rồi từ khi đó thì đệ cũng được về núi cũng rất là nhiều lần, rồi cũng nhờ bề trên, là nói chung là cũng của quyền bên cố tổ của đệ và các vị sư phụ bề trên cũng là giúp đỡ cho đệ cái màn này, để cho đệ mà quay đầu lại để cố gắng tu hành và ra căn mở khẩu để mà cứu đời cứu đạo, và giúp cho tất cả bá tánh có duyên, và cũng cùng các vị huynh đệ trong đoàn của đệ Ngũ Thánh đây là trị bệnh, giúp đỡ cho những người gần xa. Nam mô A Di Đà Phật. Về bệnh tâm linh hả anh? Là đệ cũng chữa về tà ma, bùa ngải, và tất cả những bệnh tâm linh mà nếu mà có duyên thì đệ sẽ giúp. Mô Phật. À, cho em hỏi huynh là vị nào về đạo mình, có thể chia sẻ được không? Nói chung thì đệ chỉ biết vậy, là đệ chỉ là tướng thôi. Đệ là đệ tử của ngài sư phụ Trương Phi, mà khi đệ có trình diễn, trình lễ. Còn về thiên cơ về trên thì xin cho phép đệ không tiết lộ ra được. Cũng có thể là chưa đến thời, đến lúc để đệ xin phép để lại. Rồi, mô Phật. Cảm ơn huynh. Rồi tới huynh chia sẻ. Chào anh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên thì xin cảm ơn anh Dương Cầm đã chia sẻ những video này để gửi đến các cô dì chú bác anh chị gần xa, cũng cầu mong được cho tất cả được bình an vô sự, sức khỏe dồi dào, bệnh tật từ từ tai qua nạn khỏi với cái màn này. Em từ xin giới thiệu là em là tên Trần Văn Tiến, người tại ấp Bình An, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Em thì nằm trong phái đoàn là Ngũ Thánh, tại ngôi gia là Thiên Thánh Pháp. Nói chung thì em cũng không biết ăn nói gì hết, chỉ dùng cái tấm chân tình của em để gửi đến các anh chị em, cầu mong là để cho sớm quay đầu ăn chay niệm Phật, để cho cụ quyền của chúng ta được hướng Phật về theo các bậc tiền bối ở bề trên, để sau này cuộc sống chúng ta được an nhàn hơn, không còn đọa đày trong kiếp nhân sinh nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì cho em hỏi sư phụ của anh là vị nào, cũng chia sẻ cho bà con cùng biết luôn ạ. Dạ thì sư phụ của em là sư ông. Mô Phật, cảm ơn. Em là Trương Tâm. Dạ. Đại tử của sư ông là đại đại tử, là đến trách nhiệm là dẫn dắt các huynh đệ trong phái đoàn Ngũ Thánh. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật, cảm ơn sư huynh. Rồi tới anh. Nam mô A Di Đà Phật. Để chào huynh. Chào hôm anh. Nay thì đệ cũng không có gì để nói, nên lời nói đầu tiên đệ xin chúc cho huynh thuận lợi trong công việc của huynh. Còn đệ ở đây đệ xin nhường lại cho các vị sư huynh để nói, đệ không có lời. Nói chung là cũng có tinh thần nghe. Bây giờ thì đệ xin tự giới thiệu cho đệ là Trương An, đệ tử sư phụ thần núi. Mang này đệ chỉ đi tìm cha tìm mẹ, và được có duyên hồi hộp với các vị sư huynh ở đây cùng chung tay để mà cứu người giúp thân. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật, cảm ơn tấm lòng tốt của huynh. Rồi cái mà
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Mô Phật. Em lời nói đầu tiên thì em chúc cho anh Dương Cầm được nhiều sức khỏe và thuận lợi trong công việc của mình. Em em là cái người vô đoàn sao nhất, là mới vào đây cũng cơ duyên thì các vị bề trên xây chuyển về, em cũng về đây tụ họp với đoàn. Em là Hồ Minh Đạt, em ngụ tại Tân Lộc, thành phố Cần Thơ. Thì cũng cơ duyên thì các vị sư phụ về đây thì các vị sư phụ nhận. Em là pháp danh là Pháp Thiên Linh, đệ tử của sư phụ Lão Tổ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Ủa, không hỏi gì sao? Dạ. À, dạ em chào Vinh ạ. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì Vinh thì cho em hỏi mình vào đoàn này bao lâu, với lại mình sư phụ mình là ai, người dẫn dắt hỗ trợ cho mình á. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên thì cho em xin phép anh Dương Cầm. Dạ. Em xin kính chúc bà con cũng giống như là người Việt của mình từ trong nước hoặc là ngoài nước. Dạ. Năm mới thật nhiều sức khỏe, chị an khang. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. À, xem xin trả lời câu hỏi của anh Dương Cầm là em thì quê em là ở ấp Bình Cửu, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Cũng như số phận cũng để đưa cho mình đi làm đường lạc lối. Cũng nhờ may mắn là có cụ quyền thất tổ của mình dẫn dắt mình cho mình đến một cái nơi gọi là cũng đã sự an bài của bề trên trước. Yeah. Dạ. Em tên Nguyễn Tấn Vũ, pháp danh của em là Trương Vũ, em là đệ tử của sư phụ Trương Phi. Em cũng có một ý này muốn nói với tất cả bà con là con đường ai cũng có sai lầm cả. Tuy nhiên đó, mình có bỏ được cái sai lầm đó hay không là do bản thân mình phải tin tưởng vào bề trên. Với lại cái màn này là có thể là còn kịp thì chúng ta nên quay đầu sớm thì chúng ta thì được về sớm. Nói chung cho an tâm, cho nhẹ nhàng, cho thanh thản để mình sống cho mình, sống cho đời, giúp ích cho cuộc sống. Mình không thể nào để thẹn với tấm lòng của mình được. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Mô Phật, cảm ơn Quynh. Dạ rồi, em Dương Cầm cũng xin cảm ơn tất cả người trong đoàn Ngũ Thánh và cô Hai. Dạ thì hôm nay thì chúc cho đoàn được nhiều sức khỏe và độ đời, và giúp cho bà con nhiều hơn nữa, mong rằng đoàn mình phát huy mạnh hơn để giúp cho bà con nhiều hơn. Dạ, Mô Phật kính chào quý vị. Dạ. Dạ. Dạ dạ được em cứ nói. Em thay mặt tất cả những huynh đệ trong đoàn và ngày hôm nay và với lại có Hai ở đây. Dạ. Em cảm ơn anh với lại tất cả mọi anh chị gần xa đã nhận được cái video của em và tất cả huynh đệ trong phái đoàn, thì xin các vị nếu mà tin có giác ngộ được thì hãy cố gắng quay đầu lại bờ càng sớm càng tốt. Dạ. Tại vì cái màn này thì cũng như nước đã tới chân rồi, không còn tắt kịp nữa, thì mong quý vị hãy quay đầu lại và ăn chay niệm Phật. Nếu mà không dùng chay được nhiều thì dùng được tháng 8 ngày, 9 ngày gì đó, cũng như 14, 15, 30 mùng 1, 30 mùng 1 giữa tháng, đầu tháng, cuối tháng và ngày mùng 8, 18, 28 là những ngày với mẹ Quan Thế Âm. Thì xin các chị dùng chay những cái bữa đó để cho may mắn và có nhiều sức khỏe, và những cái ngày đó để đón mẹ về được bình an như sự trong gia đạo của mình. Và xin các chị em gần xa, tại vì đoàn của em thì hôm nay đi đến trình lễ ở đây, và để cuối năm chuẩn bị bước sang năm mới là theo lời của các vị sư phụ đưa ra, là xin các vị gần xa nếu mà đón nhận được cái video của em thì cũng không có gì hơn. Chúng em thì chỉ giúp được các chị em gần xa nếu mà cái về cái bệnh tâm linh á anh, về bệnh tâm linh với lại an vị Phật rồi đó. Nếu mà có duyên thì bà con gần xa nếu mà cần đoàn chúng em giúp thì chúng em sẽ giúp và hoàn toàn miễn phí cho các chị em gần xa được hết bệnh, hết đau, hết bệnh.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Em chỉ muốn gửi lại để đến à. Không có giúp được gì nhiều nhưng mà giúp được cái là chữa bệnh à. Tâm linh ha. Dạ, tâm linh với lại A Di Phật. Dạ. À, giúp bà con thì cũng không có lấy cái gì hết, chỉ giúp cái tấm lòng. Và nếu mà tụi em được đến đó tại nhà thì tụi em cũng được giúp cho mấy anh chị gần xa. Được hết lòng, hết tâm, Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng như ai hữu duyên mà có gọi điện nhờ đến thì nếu có duyên thì sẽ giúp ha. Dạ. Rồi, ôi, quá hay, quá tốt. Rồi, cảm ơn quý vị nha. Chúng em chỉ mong ước được cái điều đó là được chữa bệnh cho những anh chị, bà con, cô bác gần xa. Nếu mà có duyên, tụi em sẽ hết lòng chữa bệnh. Và cũng hoàn cảnh khó khăn rồi đó anh. Và tụi em nếu mà có cái được phương tiện đi đến đó là tụi em sẽ giúp hết mình để cho bà con, cô bác mình được mạnh khỏe. Rồi, cô hai có nói gì nữa không? Nói vài lời để mình kết thúc ha. Thì cô hai cũng nói gì hơn thì phái đoàn cô hai cũng thay mặt để kính chúc tất cả anh chị em gần xa và cũng như Dương Cầm thì năm cũ bước sang năm mới được nhiều sức khỏe, được bình an, chúc nhiều sức khỏe với bình an, còn tiền tài là do cái phước của mình. Cho nên là được bình an trong gia đạo, tất cả người thân quyến thuộc của mình. Cũng xin khuyên tất cả cô bác mình ở gần xa, ở trong nước hay hoặc ngoài nước, thì những anh chị em mà có phần căn đó thì sớm mau giác ngộ để mình trở về núi non để tìm cha mẹ, để cha mẹ sẽ giúp cho mình cái màn này, để độ cho mình để mà thoát qua những cái kiếp nạn này. Thì cái kiếp nạn này thấy chắc nó cũng nguy kịch. Cho nên là cũng phiên cô bác cũng cố gắng mình chai lạc. Giống như gia đình của cô hai vậy đó, hồi trước giờ cũng ăn mặn nhưng mà ăn cũng lựa đồ ngon ăn không nghe. Nói chung mình không có ngộ được, thì bây giờ mình giác ngộ rồi á, mình ăn rau củ quả là có khi mình ăn nước tương rồi chan nước lạnh đồ ăn vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy cũng ngon. Giống như cũng có cha mẹ ở trên với lại củ quyền thất tổ đồ độ cho mình ăn rất là ngon, rất là mạnh khỏe, không ai bị bệnh hoạn hết. Cho nên là cũng chúc cho cô bác anh chị em gần xa cũng cố gắng mình tìm được con đường của mình giác ngộ để mình quay về chánh pháp, để mà ánh nhiệm màu của mẹ ban cho các con trần, mẹ ban tất cả chứ không phải mẹ không ban mà do mình không giác ngộ. Cho nên là để mình sớm giác ngộ, mau lên, để mau gấp để mà quay về cái Đức Phật á. Nói chung là Đức Phật rất là nhiệm màu, cho nên là xin khuyên huynh đệ, anh chị em tất cả cũng phải cố gắng để mà tìm về con đường giải thoát của mình á. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Mô Phật. Cảm ơn cô hai và Dương Cầm cũng kính chào hết tất cả quý vị nghe. Dạ, Mô Phật.